Chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Khang Công Tờ. Và hôm nay thì vừa đến văn phòng thì sếp vứt ngay cho một cái hộp to. Ui, không biết là cái hộp gì. Giờ này mình vào biết là thật là G560 của Logitech. Và hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem rằng trong này có những cái gì và em loa này có điều gì đặc biệt. Let's go. Và hãy cùng tôi mở hộp ra để xem bên trong gồm có những cái gì. Thì cũng như mọi loại loa 2.1 khác thì Logitech G560 gồm có một hộp sắt và hai củ loa com. Trong hộp sắt thì ở trước mặt loa G560 này có lẽ đây là một hộp sắt và có bass và khí. Và bass nằm luôn ở trong hộp sắt này chứ không hề có bass ở hai cái loa com. Và trước mặt thì nó có những cái thông số cơ bản nhất của em loa này. Một dòng chữ G560, một màn hình và hai củ loa, cùng với đó là webcam, chuột và bàn phím của Logitech. Ở đây thì có chữ Light Scientist, đó là công nghệ ánh sáng, có lẽ là LED RGB Lighting, ở đây cũng đã ghi rồi. Và 240W, wow, nghĩa là đây là một con loa với một cái âm lượng sẽ cực kỳ lớn. Nhưng mà nhìn kỹ ở ngoài vỏ hộp thì nó chỉ ghi đơn giản là 120W và có thể kích lên đến tới 240W. Nghĩa là các bạn có thể chơi âm nhạc cũng như là xem phim và chơi game với một mức âm lượng cực kỳ lớn. Và ở bên cạnh thì có ghi vào đó là cổng USB, cổng jack 3.5 và Bluetooth. Nghĩa là em loa này có thể kết nối được với khá nhiều loại thiết bị khác nhau. Và cùng tôi đến với hai cái loa con. Thì cũng một thiết kế màu đen. Và có đằng sau thì có đèn LED, bên cạnh cũng có đèn LED và tất cả đều là LED RGB có thể chuyển màu được. Và cái loa ở bên phải thì trên đầu nó tôi đang nhìn thấy là có 3 nút bấm. Đầu tiên đó là một cái nút có chữ G biểu tượng của Logitech với một cái vân khá là bắt mắt và sờ vào cũng khá là thích nữa. Rất là thích, cái đúng này rất thích. Và ở đây thì còn có nữa là hai cái nút điều chỉnh âm lượng, tăng và giảm âm lượng. Và cũng là những cái, không phải cái đúng nhưng mà tôi ấn vào thì cũng rất là sướng. Và bên cạnh thì có chữ G560 nhìn chìm ở đây. Đằng sau thì nó có một đây mới là núm này. Đó, một cái núm mà có biểu tượng là Bluetooth để chúng ta có thể tắt bật Bluetooth để chúng ta có thể kết nối được với thiết bị xung quanh, và một nút nguồn cũng như là một nút jack 3.5. Như vậy là chúng ta có thể cắm luôn được cái đầu 3.5 vào đây để có thể nghe nhạc được. Nghĩa là khi bạn dùng PC và bạn rất là ngại cúi đầu xuống, hoặc là bạn rất là ngại vòng ra sau, hoặc bạn ngại cắm vào cái PC, thì bạn có thể cắm luôn ở đằng sau đít của cái con loa này và xuống phát, và chúng ta có thể nghe được bằng tai nghe hoặc cái gì đó cho nó yên tĩnh khi mà chúng ta xem phim hoặc là xem tin tức Nhật Bản, nó có yên tĩnh. Còn cái thứ tư thì chúng ta cắm cái đấy là trong trường hợp là để loa to quá hàng xóm hay là bố mẹ ở dưới nghe thấy. Và hãy cùng tôi tìm hiểu đi tiếp tục cắm con loa này vào một chiếc PC để xem nó có những công dụng gì đặc biệt. Và với phần mình gaming software do Logitech cung cấp thì chúng ta sẽ có một sự tùy chỉnh rất lớn với em G560 này, kể cả về chất âm lẫn về đèn RGB của em loa này, khi mà Logitech cung cấp được khá nhiều các cái sự lựa chọn cho các bạn. Và ở đây tôi thấy hấp dẫn nhất đó là hai sự lựa chọn về đèn RGB của loa với audio và screen. Nghĩa là các bạn có thể lựa chọn được ánh đèn sẽ thay đổi theo game của bạn đang chơi, theo cái màu sắc của màn hình của game bạn đang chơi, hoặc theo được chất âm cái bài nhạc mà bạn đang nghe. Ví dụ như ánh đèn RGB sẽ thay đổi theo bài nhạc bạn đang nghe. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào dòng game khá là quen thuộc đối với mọi người chơi, đó là dòng game FPS CSGO khá nổi quãng thời gian trước chứ không phải bây giờ. Và theo như cảm nhận của tôi thì với cái âm lượng của một em loa có công suất lên đến 240W thì đây là một trải nghiệm rất là thích thú, khi mà với âm lượng cực kỳ lớn và tiếng súng cũng như tiếng bước chân là cực kỳ rõ ràng và tạo tiếng 3D này, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái dòng game này một cách tốt nhất có thể. Mọi game FPS thì đều cần một cái tai nghe và cần một cái loa như thế này. Và với các bài nhạc như có nhiều bass như EDM hay là house hay Nina house, thì tôi cảm thấy là với việc đây là một con loa gaming
và có một lượng bass âm trầm cực kỳ tốt với những cái bài như EDM và nhạc sàn. Chúng ta có thể nhận thấy được rằng là cái chất âm lên một cách rất là phê. Đó là tất cả những gì mà loa G560 được đem lại cho người dùng. Đài loa này đang được bán với mức giá là 5.250.000 niêm yết tại trang web của Anka, một cái mức giá quá hời để sở hữu một đài loa cực kỳ chất như này. Và chúc các bạn có được những sự lựa chọn hoàn hảo cho riêng mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của Anka. Quên nhớ like và subscribe cho chúng tôi nhé.